Chào mừng các bạn đã đến với kênh của blog Nội Thất Đẹp. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi là với 200 triệu thì liệu có đủ để sở hữu một căn nhà gác lửng, nhỏ gọn nhưng vẫn tiện nghi, đầy đủ và lại phù hợp với túi tiền của mình hay không? Blog Nội Thất Đẹp sẽ gợi ý cho các bạn những mẫu nhà gác lửng được thiết kế mới nhất hiện nay chỉ với 200 triệu đồng mà vẫn bao đẹp trong video này nhé. Những điều cần biết về nhà gác lửng. Nhà gác lửng hay có tên gọi khác là nhà tầng lửng, nhà gác xếp. Gác lửng được hiểu là lửng một tầng trong kiến trúc của một ngôi nhà, là một tầng trung gian giữa các tầng của tòa nhà. Vì vậy mà gác lửng thường không được tính vào số tầng của một căn nhà. Cách thiết kế này giúp tăng diện tích sử dụng, đồng thời tiết kiệm tối đa không gian trong căn nhà của bạn. Thiết kế nhà gác lửng phù hợp với những gia đình có không gian nhỏ hẹp, diện tích đất hạn chế. Xây dựng nhà gác lửng tốn bao nhiêu tiền? Có thể nói nhà gác lửng đang là lựa chọn của rất nhiều gia đình mà có diện tích nhỏ và hạn chế về mặt tài chính. Và để bạn lên kế hoạch cho ngôi nhà mới của mình thì có thể tham khảo về dự trù chi phí xây dựng nhà gác lửng dưới đây nhé. Thi công phần thô nhà gác lửng. Công trình có diện tích hơn 350m² sàn sẽ hết khoảng 2.900.000 đồng trên 1m². Công trình có diện tích trên 300m² và dưới 350m² thì sẽ khoảng 3.000.000 đồng trên 1m². Công trình có diện tích nhỏ hơn 200m² thì khoảng 3.300.000 đồng trên 1m². Thi công phần trọn gói nhà gác lửng. Mức giá thi công trọn gói khoảng 4.800.000 đồng trên 1m² đến 6.500.000 đồng trên 1m², tùy thuộc vào yêu cầu của gia chủ cũng như giá cả của vật tư xây dựng. Kinh nghiệm xây nhà gác lửng với mức giá rẻ. 1. Về ngoại thất của nhà gác lửng. Trước khi bắt tay vào xây dựng nhà gác lửng, bạn cần xem xét thực tế của ngôi nhà để tính toán chi phí sao cho chuẩn nhất, hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình xây dựng bạn nhé. Mỗi không gian trong nhà như là phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cần bố trí càng đơn giản, càng chi tiết, càng tốt và tránh rườm rà. Bên cạnh đó, bạn nên thiết kế căn nhà gác lửng của mình sao cho tận dụng tối đa nguồn năng lượng thiên nhiên như là ánh sáng, gió và đặc biệt cần lựa chọn đơn vị thi công thiết kế uy tín, giàu kinh nghiệm để tránh những chi phí phát sinh, hỏng hóc sau khi bàn giao. 2. Về nội thất của nhà gác lửng. Đối với nội thất trong nhà gác lửng, bạn nên tối giản nhất có thể những chi tiết không cần thiết để tiết kiệm chi phí tối đa. Màu sắc ngôi nhà thì nên chọn những gam màu sáng để tạo không gian thoáng đãng, rộng rãi. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều những mẫu nội thất thông minh, vừa nhiều công dụng lại tiết kiệm được diện tích ở trong nhà mà bạn nên tham khảo. Những mẫu nhà gác lửng giá 200 triệu bao đẹp. 1. Nhà cấp 4 gác lửng mái bằng một phòng ngủ. Thường thì các mẫu nhà gác lửng mái bằng một phòng ngủ thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mẫu nhà gác lửng nhỏ này được thiết kế theo xu hướng hiện đại và tối giản nên rất là tiết kiệm chi phí. Với 200 triệu đồng, gia chủ có thể đầu tư nhiều vào phần cứng của ngôi nhà kiên cố hơn. Nếu sau này kinh tế phát triển, bạn có thể cân nhắc xây thêm 1-2 tầng ở trên mái bằng. Tầng trệt của ngôi nhà gác lửng này được bài trí đơn giản và tiện lợi vì phòng khách nối liền với phòng bếp. Bàn ăn có thể dùng để tiếp khách, máy giặt thì nằm dưới gầm cầu thang và tủ quần áo bố trí ngoài nhà vệ sinh cũng khá là tiện lợi. Riêng phòng ngủ rộng chiếm toàn bộ diện tích của gác lửng. Cách thiết kế này giúp không gian riêng tư trở nên thoáng đãng và lãng mạn hơn. 2. Nhà có gác lửng 200 triệu, 5x12m. Với chi phí 200 triệu thì căn nhà gác lửng 5x12m được thiết kế theo chuẩn nhà ống hiện đại, phù hợp cho gia đình trẻ mới cưới hoặc là cho một bé nhỏ. Ở tầng trệt bao gồm các khu vực như phòng khách ngoài cùng, phía trong là khu bếp, bàn ăn và phòng WC. Cầu thang được đặt ở giữa cùng với một phòng kho. Gác lửng là khu thờ và một phòng ngủ lớn có thể bố trí thêm khu vực bàn làm việc hoặc là một chiếc giường ngủ trẻ con để đủ tạo sự riêng tư ấm áp. 3. Nhà cấp 4 có gác lửng mái tôn 2 phòng ngủ. Tuy là nhà mái tôn nhưng được bố trí khá khoa học và thiết kế xu hướng hiện đại, mỗi nhà gác lửng với 2 phòng ngủ này xứng đáng để đầu tư 200 triệu. Căn nhà được tận dụng lấy ánh sáng tối đa từ cửa chính và các khung cửa sổ tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Thiết kế tôn giật cấp khiến cho ngôi nhà có một sự cân bằng về hình khối cũng như không gian. Tầng trệt của ngôi nhà gác lửng 200 triệu này được chia thành 3 khu vực với đầy đủ công năng phù hợp với gia đình từ 3 đến 4 người. Bên ngoài là khu vực phòng khách, sau đến là khu vực bếp, bàn ăn và nhà vệ sinh chung, rồi cuối cùng đến một phòng ngủ tầng trệt. Phần gác lửng là một phòng ngủ nhỏ được thiết kế ngay giữa nhà, tạo nên một sự cân đối hài hòa cho mẫu nhà này. Cầu thang được đặt gần với bàn ăn và phòng khách, thuận tiện cho việc di chuyển của các thành viên trong gia đình. 4. Nhà gác lửng cửa vòm 2 phòng ngủ.
Ngôi nhà găng lửng 200 triệu độc đáo này được thiết kế dựa trên ý tưởng đơn giản, gần gũi và thân thiện với môi trường. Với diện tích ngang là 6m, dài 9m, gia chủ đã có thể sở hữu một mẫu nhà găng lửng với cửa vòm, hai phòng ngủ tuyệt đẹp này. Về chi phí được giới hạn đến 200 triệu nên ngôi nhà sẽ được xây bằng những nguyên vật liệu tiết kiệm nhất. Cửa sổ mái vòm bằng gỗ tạo nên nét mềm mại, gần gũi như ý của gia chủ. Nền nhà thì được lát gạch men và nội thất tinh tế, đơn giản. Tầng trệt bao gồm một phòng khách lớn tích hợp với bếp nấu ăn nhỏ gọn. Phía bên tay trái cửa ra vào là không gian ngủ ấm cúng và một nhà vệ sinh chung. Phần gác lửng là một phòng ngủ lớn dễ dàng bài trí theo cách của gia chủ. 5. Nhà cấp 4 có gác lửng 3 phòng ngủ. Với 200 triệu, ta vẫn có thể xây được một ngôi nhà gác lửng có 3 phòng ngủ dành cho gia đình đông thành viên. Đây là mẫu nhà ống phổ biến ở thành phố. Thiết kế theo xu hướng hiện đại, ngôi nhà tưởng không to nhưng mà to không tưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo được kinh phí cho nhà gác lửng là 200 triệu, thì gia chủ cần rà soát chi tiêu cho phần cứng đến mức tối thiểu. Tầng trệt của căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng bếp có bàn ăn, một phòng ngủ và hai phòng với kép xe. Để tận dụng khoảng sân nhỏ để xe, phòng bếp ở phía ngoài cùng của ngôi nhà. Phòng khách thì ở giữa, đi thẳng cửa chính là thế ngay. Bên trong là một phòng ngủ, hai phòng với kép xe đều ở tầng 1 và được thiết kế cạnh nhau. Tầng gác lửng của căn nhà có thêm hai phòng ngủ, sân phơi ở sau và phòng thờ ở ngoài cùng. Trên đây là những chia sẻ của blog Nội thất đẹp về xây dựng nhà gác lửng với giá 200 triệu đồng, bao đẹp, đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi nhất. Chúng tôi hy vọng rằng qua video này, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn xây dựng được mẫu nhà gác lửng đẹp và ít tốn kém chi phí nhất cho gia đình của mình nhau. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.